Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy dấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." rồi người gục đầu xuống và trao thần khí thưa quý ông bà và anh chị em ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta theo phụng vụ của tuần thánh thì không có cử hành thánh lễ nhưng mà cử hành cái nghi thức gọi là tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và suy tôn thánh giá, việc chúng ta suy tôn thánh giá cùng với hội thánh suy tôn thánh giá đấy là suy tôn về một uh, mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa, một thánh giá chiến thắng, thánh giá vinh quang, thánh giá biểu lộ ra chính cái quyền năng tình yêu và sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta. Trong bài thương khó hôm nay thì rất dài nhưng mà tôi chỉ chọn một cái đoạn. Đó. Đó là Doan chương 19 câu 28 tới 30 Để chúng ta dừng lại một chút rồi. Suy niệm về chính chính Đức Giê-xu Kỳ-tô Đấng cứu thế của chúng ta Và tôi tạm gọi đây là một đấng cứu thế hiếu sinh Một vị Thiên Chúa hiếu sinh Và chúng ta thấy hình ảnh một Đức Giê-xu ở trên thập giá Ngài đang phải đối diện với cái chết Và xung quanh Ngài là cái sự gọi là nhạo cười phỉ báng hay như hôm Chúa nhật chúng ta đã suy niệm tới một cái kinh nghiệm của một vị thiên chúa nơi đức giêsu kitô như thể là bị nhấn vào trong cái nỗi cô đơn và như thể bị bỏ rơi và chính trong cái lúc như vậy thì đức giêsu kitô lại thể hiện lại tỏ lộ đó cho chúng ta là một vị thiên chúa trao ban sự sống là một vị Thiên Chúa yêu và yêu cho đến cùng. Hôm nay ở trên thập giá, chuyện khi mà sắp chút hơi thở thì Chúa Giêsu ngài nói một câu tôi khát. Thiên Chúa ngài vẫn khát con người, khát lòng mến, khát tình yêu của nhân loại chúng ta. Và Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô đến để chính nơi thập giá trong cái giờ phút mà ngài lìa bỏ thế gian này trên thập giá đấy thì cũng là lại cái giờ phút theo cách trình bày của Thánh Gioan là lúc ngài trao sự sống. Cho nên ở đây tác giả tin mừng Gioan không nói là ngài trút linh hồn hay là ngài tắt hơi thở nhưng mà là ngài trao ban thần khí ngày trao thần khí tức là trao sự sống một vị thiên chúa nơi Đức Giêsu ở trên thập giá bây giờ ở cận kề cái chết đó, hay để đi vào trong cái chết đấy thì lại là lúc mà ngài trao ban sự sống một cách dồi dào thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta đọc ở trong các sách tin mừng tức là bốn sách tin mừng và chúng ta nhận thấy là khi Đức Giêsu xu ngày ở trên thập giá thì có tất cả ngày thốt lên hay là ngày nói lên bảy lời. Chúng ta quen gọi là bảy lời của Chúa ở trên thập giá. Và tất cả những cái lời của Chúa Giêsu ở trên thập giá đấy không gì khác hơn. Đấy là những lời tỏ lộ ra cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên Chúa. Về lòng bao dung của Thiên Chúa về sự chăm sóc của Thiên Chúa, về sự trao ban sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta. Lời thứ nhất ở trên thập giá mà Đức Jesus ngài thưa lên với Thiên Chúa Cha, như là trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 23 câu 34 đã nói, "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." ở chính trên thập giá Chúa Giêsu xin ơn tha thứ cho những người tội lỗi, cho những người lầm lỗi. Rồi chính ở trên thập giá cũng theo tin mừng của Thánh Luca chương 23 câu 42 đấy thì ngài hứa ân thường thiên đàng cho người cùng bị đóng đinh với ngài. Tôi bảo thật anh Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Rồi ở trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 26 tới câu 27 nói tới việc chính Chúa Giêsu ngài trao phó chúng ta cho người mẹ thân yêu của ngài Đức Maria. Thưa bà, đây là con của bà. Và Chúa Giêsu ngài cũng cho những người môn đệ và do đó cũng là cho mỗi người chúng ta đó đây là mẹ của anh và lời tiếp theo của trên thập giá đó là chúng ta đặt đọc ở trong tin mừng mắt theo chương 27 câu 46 và trong tin mừng Chúa Nhật lễ lá vừa rồi chúng ta đã đọc tới đây là lời phó thác của Chúa Giêsu ngày than thờ của Chúa Giêsu Eli, Eli, Lema Lạy Thiên Chúa của con Lạy Thiên chú của con Sao Ngài bỏ rơi con Rồi ở trong tin mừng Doan mà chúng ta mới nhắc tới Ở câu 28 đó Là Chúa Giêsu Ngài thốt lên Tôi khát rồi cũng trong bài tin mừng hôm nay, đoạn tin mừng hôm nay đó chương 19 câu 30 và thế là đã hoàn tất. Và lời cuối cùng ở trên thập giá theo tin mừng của thánh Luca chương 23 câu 46 đó là Chúa Giêsu ngài phó thác tín thác cho Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Thương chị em bảy lời của Chúa Giêsu trên thập giá đó cũng là bộc lộ ra cho chúng ta về chính cái tấm lòng của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta nơi chính Đức Giêsu. Nơi biến cố thập giá tưởng chừng như là một sự thất bại của một vị Thiên Chúa của con Thiên Chúa làm người, nhưng mà trên chính trên biến cố thập giá thì lại được tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa quyền năng yêu thương, quyền năng tác sinh, quyền năng tha thứ, quyền năng cho chúng ta được tham dự vào sự công chính và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô, nơi thập giá mà ngày hôm nay chúng ta tôn thờ, thập giá vinh quang, thập giá chiến thắng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn giữ vững lấy thập giá chiến thắng, thánh giá chiến thắng của Đức Giêsu để làm sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng ta trên hành trình tiến về nhà Cha. Amen.